Cuốn à? Cuốn, vâng. Rất khỏe các bạn ơi. Liên tiếp là những đòn cuốn của Trần Văn Tòng. Qua Man Nhan luôn. Rất nhanh Trần Văn Tòng đã thoát được miếng sang sau. Làm gì đây? Làm gì? Ái chà, cũng kinh đây. Cũng kinh đây. Như nào, như nào? Như nào đây? Ái chà. Ái chà. Ái chà. Trận đấu tiếp theo với sự góp mặt của đô vật Việt Nam Trần Văn Tòng. Trên màn hình các bạn, người mặc áo xanh. 130 kg, we have in red Alvin Bai Van Long representing Singapore, and in blue Van Dong Chin representing Vietnam. Đây là vật cổ điển nam ở hạng cân 63 kg, Campuchia xanh và Việt Nam đỏ. Đồ tray của Campuchia đấu với Trần Văn Tòng của Việt Nam chúng ta. Vật cổ điển ở hạng cân 63 kg. Cuốn à? Cuốn, vâng. Rất khỏe các bạn ơi. Liên tiếp là những đòn cuốn của Trần Văn Tòng. Qua Man Nhan luôn. Rất nhanh Trần Văn Tòng đã thoát được miếng sang sau. Làm gì đây? Làm gì? Ái chà, cũng kinh đây. Cũng kinh đây. Campuchia cũng được đấy. Nhưng không sao. Không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Như nào, như nào? Như nào đấy? Ái chà. Ái chà. Ai chào. Đây. 12 và trận đấu kết thúc. Sau khi vào miếng thì Trần Văn Tòng đã liên tiếp tung đòn, liên tiếp là những đòn cuốn và kết liễu trận đấu với điểm số 12. Chúc mừng Trần Văn Tòng Việt Nam. Tuyệt vời Tòng ơi. Woo. Tuyệt vời. Trận đấu tiếp theo với sự góp mặt của đô vật Việt Nam chúng ta. Trận đấu của Nguyễn Đình Huy các bạn ạ. Nguyễn Đình Huy, vật cổ điển, hạng cân 60 kg. In mat C, Greco Roman, 63 kg. In red, representing Indonesia, Dimas Maulana Alansia. And in blue, representing Singapore, Lee Chong Yi. The winner goes to red, representing Indonesia, Dimas Maulana Alansia. Đây là nội dung vật cổ điển nam hạng cân 60 kg. Representing Vietnam, Nghĩa Công Thành. Rất tay phải.
Đặt tay phải. Đúng rồi. Các bạn đang nghe rất rõ tiếng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Trúc, huấn luyện viên đội tuyển vật cổ điển quốc gia Việt Nam. In Mad Bay Greco-Roman wrestling 82 kg, we have in red Nuna Cervantes representing the Philippines, and in blue. Đây là trận thi đấu vật cổ điển nam ở hạng cân 60 kg. Trận đầu tiên của Nguyễn Đình Huy, trên mình các bạn người mặc áo đỏ. Đối thủ của Đình Huy là Indonesia. Gifari Indonesia. Đi, ăn đi. Chút nữa đây, khi có khoảng trống thời gian chúng tôi sẽ kiểm tra lại đường truyền internet xem vấn đề là ở đâu. Bởi vì đây là hoàn toàn khách quan, chúng tôi không biết làm nào được. Chúng tôi cũng đã sử dụng những gói 4G, 5G không giới hạn dung lượng mua tại Campuchia. Nhưng có thể là tại nhà thi đấu có quá nhiều người đang sử dụng internet, cho nên là tín hiệu đây đã bị ảnh hưởng tới việc truyền tải trực tiếp. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng có thể khắc phục sự cố này để phục vụ các bạn xem trơn tru mượt mà hơn, không bị giật lag. Chúng tôi đang chờ một khoảng trống giữa các trận đấu để có thời gian xử lý sự cố này. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã đang ghi hình bằng máy quay chuyên nghiệp, trong trường không xem được hoặc trận đấu nào không rõ bị giật lag, chúng tôi sẽ đăng tải sớm nhất có thể ngay sau khi các trận đấu này kết thúc. Điểm số đang là 4-0 cho Huy Việt Nam. Nguyễn Đình Huy Việt Nam, huy chương vàng SEA Games 31 tại Việt Nam. Trên màn hình các bạn, người mặc áo đỏ là huấn luyện viên Nguyễn Văn Trúc, đội tuyển vật quốc gia Việt Nam vật cổ điển. Và anh Nguyễn Văn Trúc cũng đang là huấn luyện viên trưởng vật cổ điển của lò đào tạo quân đội. Anh Trúc là một người đến từ thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong, Bắc Giang. Yên Phong Bắc Ninh các bạn nhỉ. Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh. Huy đã sang sau rồi, Nguyễn Đình Huy đã sang sau. Liệu nhổ lên không? Nhổ hay cuốn? Cuốn các bạn ơi. Vâng, bánh cuốn Thanh Trì. Không phải là nhổ mà là bánh cuốn các bạn. Và kết thúc rồi. Cổ điển mà chênh lệch 8-0 thì sẽ kết thúc các bạn. Tự do thì chênh lệch 10-0. Chúc mừng Nguyễn Đình Huy. Chúc mừng Nguyễn Đình Huy. Chúc mừng thầy trò Nguyễn Đình Huy, chúc mừng anh Nguyễn Văn Trúc. Vâng, trên mình các bạn, đây là anh Nguyễn Văn Trúc.